Xin chào tất cả các bạn. Mới hôm trước thì mình có đăng ảnh chụp cùng em Legion năm này và đăng trên group cộng đồng gaming của An Phát story YouTube nữa và được mọi người bảo là review em ấy đi rất là nhiều. Và để đáp ứng nhu cầu của mọi người thì hiện tại ở đây mình đã có một phiên bản Lenovo Legion 5 hay một số bạn có thể gọi là Legion i550. Và hãy cùng mình khám phá xem mẫu laptop này có gì thú vị trong video này nhé. Về mặt tổng thể, nhìn sơ qua về thiết kế thì Lenovo dường như chỉ khẳng định sự thành công trên triết lý thiết kế này từ đời i530, i540 và bây giờ là Legion 5 hoặc là Legion i550. Tuy nhiên không vì thế mà Lenovo lại lười trong cách thiết kế. Hãng đã lắng nghe người dùng hơn, thay vì đặt webcam ở bên dưới như phiên bản tiền nhiệm thì bây giờ đã được đẩy lên phía trên cùng và có tấm gạt để đảm bảo tính bảo mật. Điều này cũng đồng nghĩa với việc là cạnh trên nó sẽ dày lên đôi chút nhưng chúng ta sẽ được trải nghiệm sử dụng tốt hơn và viền dưới sẽ mỏng hơn khiến tổng thể thiết kế trở nên hài hòa. Tiếp theo, toàn bộ máy được làm từ nhựa với lớp sơn đen phủ nhám bên ngoài và với cân nặng không tính sạc thì sẽ là 2,3 kg. Chất liệu phủ hình như cũng được cải tiến khi sờ vào cho cảm giác khá mịn. Phần logo của Legion được đặt về lệch một bên với chữ O được cách điệu và ở phía ngược lại thì sẽ là logo của Lenovo. Như thường lệ thì bản lề vẫn sẽ là điểm mạnh của máy, cảm giác sử dụng rất tốt, việc mở máy lên vô cùng nhẹ nhàng và có thể mở được ra tối đa là 180 độ. Khi mở máy ra thì có thể thấy được sự cân đối của màn hình như nãy mình có nói, ở dưới cùng sẽ thêm một logo của Legion. Màn hình laptop có kích thước là 15,6 inch, độ phân giải Full HD, tấm nền IPS tần số quét là 120Hz, chất lượng hiển thị khi đo đạc cũng ở mức tạm ổn khi đạt 51% giải màu sRGB và 45% giải màu Adobe RGB. Đối với những phiên bản màn hình tần số quét xịn hơn thì chất lượng hiển thị nó cũng sẽ cao hơn. Cái này thì sẽ phụ thuộc vào ngân sách cũng như là nhu cầu sử dụng của mọi người. Đối với những bạn mà chỉ cần màn hình để giải trí thì mình nghĩ đây cũng sẽ là một màn hình đủ tốt để dùng. Tiếp tới, cải tiến nằm ở cách điều chỉnh hiệu năng của máy. Các bạn có thể tùy chọn các chế độ từ Balance cho tới hiệu năng cao thông qua phím tắt và đèn hiển thị chế độ nằm ở ngay trên nút nguồn. Chuyển xuống dưới cùng chính là phần touchpad có kích thước trung bình. Mặc dù cảm giác di hoàn thiện rất là tốt nhưng mà đây là laptop gaming thế nên là phần lớn thời gian mình nghĩ các bạn sẽ chỉ sử dụng chuột mà thôi. Điều mà mình vẫn ưng ý nhất trên các sản phẩm Legion đó chính là cổng kết nối được đặt hầu hết ở sau lưng khi mà bên cạnh phải chỉ có một cổng USB Type-A, cạnh trái cũng có một cổng USB Type-A và một jack audio. Còn đâu thì ở cạnh sau sẽ là các cổng USB Type-A, Type-C, cổng mạng LAN RJ45, HDMI và cổng nguồn. Các thiết kế này sẽ khiến cho việc sử dụng các thiết bị ngoại vi dễ dàng và bàn làm việc hay chơi game cũng sẽ gọn gàng hơn. Và đặc biệt thì máy có tận 4 khe thoát nhiệt nhưng không một khe nào bị thổi vào dây dợ cả. Chuyển xuống phần đáy của máy thì sẽ có một fit cao su để nâng máy. Theo như mình trải nghiệm thì nếu như Lenovo nâng cao thêm phần dưới một chút nữa thì hiệu năng tản nhiệt nó sẽ tốt hơn. Vì khi mình thử nâng máy lên thì nhiệt độ sẽ giảm thêm chừng từ 1 đến 3 độ. Cấu hình phiên bản mình đang có ở đây được trang bị CPU Core i7-10750H, 6x12 luồng, 8GB RAM, card đồ họa GTX 1650 và 512GB SSD. Và khi mình test qua một số các phần mềm game thì đều cho chỉ số FPS ở mức cao với các tựa game online. Nhiệt độ trong quá trình test thì cũng không quá cao. Cụ thể thì khi stress CPU đo bằng phần mềm Intel XTU thì CPU luôn giữ ổn định xung nhịp ở mức 4.0 trên toàn bộ 6 nhân. Và khi stress cả GPU nữa thì nhiệt độ tổng thể cũng không hề quá cao một chút nào. Và để làm được điều này thì Legion đã điều chỉnh điện áp cho cả CPU và GPU hợp lý để máy không bị quá nhiệt trong thời gian sử dụng. Và khi mình mở máy ra thì các bạn sẽ thấy được toàn bộ nội thất ở bên trong. Hệ thống tản nhiệt sẽ gồm 3 ống đồng với một ống đồng được nối dài hơn để tản nhiệt cho cả chipset. Đây sẽ là khu vực đặt RAM, miếng kim loại này sẽ là để tản nhiệt cho SSD Samsung và cạc mạng Wi-Fi. Một điều mình cần lưu ý với các bạn là mặc dù máy còn chống một khe SDM2 và một khe SATA 3 nhưng mà các bạn sẽ có thể chỉ lựa chọn sử dụng một trong hai khe mà thôi. Viên pin thì sẽ là 4 cell 60Wh được đặt nhỏ gọn ở bên trong, nhưng vì đây là laptop gaming thì nên thời lượng pin có hơi ít một chút thì cũng không hề có vấn đề gì cả. Một số các công nghệ khác như là Wi-Fi 6 sẽ cho tốc độ kết nối cao hơn và Bluetooth 5.0 cho tốc độ kết nối với độ trễ thấp hơn. Còn lại thì về loa trên sản phẩm sẽ được tinh chỉnh bởi Harman Kardon cho chất lượng rất là to. Và các bạn thì hoàn toàn có thể sử dụng loa này để chơi game vì khi chơi game nặng cũng không ảnh hưởng nhiều vì tiếng quạt phát ra cũng không quá là to. Usually I'm cool.
nếu như các bạn đặt mua mẫu laptop Lenovo Legion 5 thì sẽ nhận được một phần quà vô cùng hấp dẫn lên tới 4 triệu đồng, bao gồm một thanh RAM 8GB, một ba lô gaming Lenovo cao cấp cùng combo chuột, bàn di chuột và đế tản nhiệt, cùng chính sách bảo hành lên tới tận 24 tháng. Đường link của sản phẩm thì mình sẽ để ngay dưới mô tả của video. Và nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên là bấm nút subscribe cùng nút chuông nho nhỏ để không bỏ lỡ những video tiếp theo của chúng mình trong tương lai. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.